Rồi mình xin chào cả nhà nha. Chào mừng cả nhà đã trở lại với kênh Hương vị quê nhà Vlog. Thì hôm nay mình cũng muốn chia sẻ cho cả nhà cùng xem cách nấu nồi chè khoai môn lá dứa nè. Và cách nấu cái nồi chè khoai môn lá dứa này nó cũng rất là đơn giản và dễ làm. Chè khoai môn lá dứa sau khi nấu xong á, thì niếc và khoai môn không bị bể nát ra. Hạt niếc thì dẻo mềm và cực kỳ trong và rất là thơm mùi lá dứa nữa. Món chè khoai môn lá dứa mình sẽ ăn cùng với nước cốt dừa béo ngậy thì cực kỳ ngon luôn. Cả nhà xem clip thấy thích cách nấu cái nồi chè khoai môn lá dứa của mình thì hãy nhớ bấm vào đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha. Và cũng đừng quên bấm vào cái chuông kế bên để nhận thông báo khi mình có clip mới. Để nấu cái nồi chè khoai môn lá dứa được thơm ngon hơn thì đây mình có chuẩn bị là 150g nếp nè. Thì nếp này mình cũng đã vo sạch và để ráo rồi. Thì bây giờ mình sẽ cho 150g nếp này vào trong cái tô. Sau đó mình sẽ cho nước cốt lá dứa vào, mình ngâm khoảng 2 tiếng đồng hồ để cho cái nước cốt lá dứa này nó rút vào trong hột nếp. Thì sau khi mình nấu cái nồi chè thì nó sẽ rất là thơm mùi lá dứa và nó hột nếp nó có màu xanh xanh, nó sẽ đẹp hơn. Tùy vào khẩu vị của mỗi gia đình mình, nếu mà cả nhà muốn ăn cái món chè khoai môn mà có nhiều nếp hơn á, thì mình sẽ cho nếp nhiều vào để mình ngâm nha. Còn đối với mình thì mình chỉ sử dụng 150g nếp thôi là mình thấy nó đã rất là ngon là vừa rồi. Sau đó thì mình sẽ cho thêm vào nửa muỗng cà phê muối nữa, rồi mình sẽ quậy đều lên. Và mình ngâm nếp này khoảng tầm 2 tiếng đồng hồ. Trong thời gian chờ đợi để mình ngâm nếp trong lá dứa thì bây giờ mình sẽ ra ngoài vườn mình hái một ít lá cẩm vào để mình nấu lấy nước. Chút nữa mình sẽ ngâm cái củ khoai môn cho nó có màu đẹp hơn nha. Đây cả nhà xem nè, sau những trận mưa thì bây giờ cái đám lá cẩm nhà mình nó rất là tốt luôn. Thì cái lá cẩm này nó có cái màu đỏ hồng rất là đẹp, cho nên mình sẽ hái một ít lá thôi. Tại vì lấy nhiều quá thì nó sẽ bị đậm, làm cho cái củ khoai môn mình nó sẽ không còn tươi nữa. Để nấu cái nồi chè khoai môn lá dứa được ngon hơn á, thì ở đây mình có chuẩn bị là 600g củ khoai môn nè. Thì khoai môn này là khoai môn dẻo cho nên chút nữa mình nấu chè nó sẽ rất là ngon. Thì mình thích cho nhiều khoai môn cho nên là mình sử dụng 600g. Thì khoai môn này mình cũng đã gọt vỏ sạch rồi, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu mình cắt ra nha. Ở bên đây thì mình cũng có chuẩn bị một cái thau nước nè. Rồi mình sẽ cho thêm vào một muỗng cà phê muối nữa. Để chút nữa mình cắt khoai môn á, mình cho vào trong cái thau nước này mình ngâm, để cho cái khoai môn của mình á, nó sẽ không bị đen nha cả nhà. Khoai môn thì mình cũng đã cắt ra xong rồi nè. Và bây giờ thì mình sẽ rửa qua nước lọc khoảng tầm 2-3 lần nữa để cho nó bớt nhớt. Sau đó mình sẽ cho khoai môn này vào trong lá cẩm mình ngâm nha. Mình rửa khoai môn xong á, sau đó thì mình sẽ chia khoai môn ra làm hai. Phần nửa thì mình sẽ cho vào trong nước lá cẩm và mình ngâm khoảng tầm 30 phút. Để cho cái nước lá cẩm nó rút vào khoai môn á, thì cái khoai môn của mình nó sẽ có màu đẹp hơn. Nếp sau khi mình ngâm vào trong nước lá dứa khoảng được 2 tiếng đồng hồ rồi nè. Thì bây giờ cái hạt nếp nó rút nước lá dứa cho nên cái hạt nếp nó hơi xanh xanh. Thì mình sẽ chắc cái nước lá dứa này ra mình bỏ nha. Và hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho cả nhà mình thêm một cái bí quyết nữa. Là để nấu cái nồi chè khoai môn lá dứa nó được ngon hơn. Hạt nếp nó dẻo mềm và rất là trong và không bị bể nát. Thì sau khi mà mình ngâm nếp trong lá dứa thì bây giờ mình sẽ cho cái nếp này qua mình sôi khoảng tầm 30 phút. Để cho cái hạt nếp nó chín mềm và nó dẻo. Rồi chút nữa mình sẽ nấu chè. Thì mình sẽ sôi như vậy á, thì cái hạt nếp sau khi mình nấu xong á, nó sẽ rất là trong. Và hạt nếp nó sẽ còn nguyên và không có bị bể nát nha cả nhà. Và ở dưới thì mình cũng có lót thêm một cái lớp lá dứa nữa. Để sau khi mình sôi xong á, thì nó sẽ rất là thơm mùi lá dứa luôn.
Mình cho nếp ra ngoài lá dứa như vậy nè. Sau đó mình sẽ rải đều mỏng ra để cho cái hạt nếp nó chín đều hơn. Và mình sẽ xoay trong vòng là 30 phút nha cả nhà. Và ở bên đây thì mình có chuẩn bị một cái trái dừa khô nó rất là to luôn nè. Thì bây giờ mình sẽ đập ra mình lấy nước để chút nữa mình sẽ nấu chè bằng nước dừa. Và cái dừa khô này mình sẽ nạo ra để mình làm nước cốt dừa để chút nữa mình sẽ ăn cùng với chè khoai môn nha. Hôm nay thì mình nấu chè mình sẽ sử dụng bằng nước dừa tươi, cho nên cái nồi chè của mình nó có cái vị ngọt thanh hơn. Nếp sau khi mình xoa khoảng được 30 phút á, thì bây giờ cái hạt nếp nó cũng đã trong lại rồi nè. Mình dùng đôi đũa mình xới lên, mình thấy cái hạt nếp nó rất là dẻo mềm và cực kỳ thơm mùi lá dứa luôn á. Mình nấu chè khoai môn á, mình xoa nếp trước như vậy nè, thì cái hạt nếp sau khi mình nấu chè xong á, nó sẽ không có bị bể nát ra. Khoai môn sau khi mình ngâm vào trong nước lá cẩm khoảng được 30 phút á, thì bây giờ cái nước lá cẩm á, nó cũng đã rút vào trong cái củ khoai môn nè, cho nên cái củ khoai môn nó có cái màu tím tím hồng hồng á, nhìn rất là đẹp luôn. Hay cả nhà xem nè. Rồi thì bây giờ mình sẽ chắc cái nước lá cẩm này mình bỏ. Sau đó mình sẽ đem cái củ khoai môn này mình cho vào trong nồi mình hấp. Và mình sẽ hấp trong vòng 30 phút nữa để cho cái củ khoai môn nó chín mềm hơn như cả nhà. Mình dùng tay mình trải cái khoai môn ra như vậy nè, để chút nữa cái khoai môn nó chín đều hơn. Rồi sau đó thì mình sẽ cho cái khoai môn màu trắng vào nha. Mình để cho nó xa xa ra, chứ nếu mà để khoai môn nó gần cái màu tím á, thì chút nữa nó sẽ dễ bị lam màu lắm. Rồi thì bây giờ mình sẽ hấp trong vòng 45 phút để cho cái khoai môn này nó chín mềm hơn. Và để nấu cái nồi chè khoai môn lá dứa có cái vị ngọt thanh và đậm đà hơn, thì đây mình có chuẩn bị là 600ml nước dừa tươi. Nếu mà cả nhà không có nước dừa tươi thì mình có thể sử dụng nước lọc cũng được. Và bên cạnh đó thì mình có chuẩn bị thêm là nửa muỗng cà phê muối để cho cái nồi chè của mình nó đậm đà. Và hôm nay thì mình sẽ sử dụng là 300g đường phèn. Và bây giờ thì mình sẽ cho hết 600ml nước dừa tươi vào trong cái nồi nè. Và kế tiếp là mình sẽ cho vào là 300g đường phèn nữa. Nếu mà cả nhà muốn ngọt hơn thì mình có thể tăng cái lượng đường lên nha. Mình nấu chè mà mình sử dụng đường phèn như vậy nè, thì cái nồi chè của mình nó có một cái vị ngọt thanh nó rất là ngon. Thì mình sẽ nấu cho nó tan cái đường phèn này nha cả nhà. Khoai môn sau khi mình hấp khoảng được 40 phút á, thì bây giờ khoai môn nó cũng đã chín mềm rồi nè. Hay cả nhà xem cái màu khoai môn của lá cẩm á, rất là đẹp luôn. Thì bây giờ mình sẽ lấy khoai môn này ra nha. Nồi nước dừa thì bây giờ nó cũng đã sôi lên và nó cũng đã tan hết đường rồi nè. Và kế tiếp thì mình sẽ cho nếp vào để mình nấu nha.
mình ngâm nếp qua lá dứa như vậy thì cái hạt nếp nó có cái màu xanh nó rất là đẹp luôn. Bây giờ thì mình sẽ cho nếp vào trong cái nước đường nè, và mình sẽ nấu khoảng tầm 5 phút nữa để cho cái hạt nếp nó rút nước đường, thì nó sẽ làm cho cái hạt nếp nó trong và nó dẻo mềm ngon hơn. Đây cả nhà xem nè, cái hạt nếp sau khi mình sôi xong á mình mới nấu chè nó rất là trong và nó không có bị bể nát nữa. Thì bây giờ mình sẽ cho cái phần khoai môn này vào trong cái nồi chè để mình nấu nha, để cho cái khoai môn nó rút nước đường nó sẽ ngon hơn. Bây giờ thì mình sẽ trộn khoai môn và nếp chung lại với nhau nè. Sau đó thì mình sẽ nấu thêm khoảng tầm 10 phút nữa để cho cái khoai môn và nếp nó thấm nước đường vào nè. Và mình sẽ nấu với lửa nhỏ thôi. Nếu mà mình để lửa lớn quá thì nó sẽ dễ bị khét lắm nha cả nhà. Lâu lâu thì mình sẽ trộn lên một lần như vậy nè, sợ là cái hạt nếp nó dính ở dưới đáy nồi nó sẽ dễ bị khét lắm. Và bây giờ thì mình sẽ cho vào trong nồi chè thêm 100ml nước cốt lá dứa nữa. Mình cho nước lá dứa ở giai đoạn cuối cùng như vậy nè, để cho cái nồi chè nó có màu xanh nó được đẹp hơn. Nếu mà mình cho lên nước lá dứa mà sớm quá thì nó sẽ không có còn màu xanh nữa nha cả nhà. Đây, bây giờ cả nhà xem cái nồi chè bây giờ nó rất là thơm ngon và rất là đẹp luôn nè. Và để cho cái nồi chè nó được sánh đặc ngon hơn á, thì mình sẽ cho thêm vào là 2 muỗng nước bột bắp. Nếu mà cả nhà thấy đặc rồi thì mình khỏi cho bột bắp. Còn nếu mà cả nhà thấy nó cái nồi chè nó hơi lỏng lỏng thì mình cho thêm một chút xíu bột bắp vào, thì nồi chè của mình nó sẽ đa sánh đặc lại, nó sẽ rất là ngon. Và bây giờ thì mình sẽ làm nước cốt dừa để chút nữa mình sẽ ăn chè khoai môn nha. Mình sẽ cho vào là 300ml nước cốt dừa nè, nửa muỗng cà phê muối để cho cái nước cốt dừa của mình có vị đậm đà hơn. Và mình sẽ cho thêm vào là 2 muỗng cà phê bột bắp. Mình cho bột bắp vào thì cái nồi nước cốt dừa nó sẽ sánh đặc lại, thì chút nữa mình sẽ ăn cái chè khoai môn nó mới ngon. Và sau cùng thì mình sẽ cho thêm vào một ống vani để cho cái nước cốt dừa của mình nó được thơm hơn. Và bây giờ thì mình sẽ chan nước cốt dừa lên tô chè nha. Thì cả nhà xem nè, nhìn tô chè khoai môn lá dứa rất là ngon và đầy đủ màu sắc nữa. Rất là thơm mùi lá dứa luôn á cả nhà.
Món chè khoai môn lá dứa ăn cùng với nước cốt dừa thì mình cũng đã làm xong rồi nè. Và ở đây thì mình cũng có múc một chén chè khoai môn lá dứa ra ngoài cái chén con. Sau đó thì mình sẽ chan thêm một ít nước cốt dừa lên. Mình chan nhiều nước cốt dừa như vậy nè thì mình ăn chè nó mới ngon nha. Rồi thì bây giờ mình xin mời cả nhà cùng thưởng thức cái món chè khoai môn lá dứa ăn cùng với nước cốt dừa với mình cho vui. Điều đầu tiên khi mình cảm nhận ăn một cái miếng chè khoai môn lá dứa nước cốt dừa, mình cảm nhận nó rất là ngon luôn. Nó thơm mùi lá dứa, béo ngậy của nước cốt dừa, dẻo mềm của nếp và nó có một cái vị bùi bùi béo béo của khoai môn, nó hòa quyện nó rất là ngon luôn cả nhà. Mình nấu chè khoai môn lá dứa theo cách như vậy á thì khoai môn nó không có bị bể ra, nếp nó cũng không có bị nát nữa, hạt nếp còn nguyên và trong và rất là dẻo mềm luôn. Hôm nay thì mình cũng đã chia sẻ cho cả nhà cùng xem cách nấu nồi chè khoai môn lá dứa nước cốt dừa. Rất là đơn giản và dễ làm và nấu ra nồi chè cũng cực kỳ ngon nữa. Nếu cả nhà thấy thích cách nấu cái nồi chè khoai môn lá dứa và ăn cùng với nước cốt dừa của mình thì hãy nhớ bấm cho mình một đăng ký kênh, like và chia sẻ cho nhiều người cùng xem nha. Và cũng đừng quên bấm vào cái chuông kế bên để nhận thông báo khi mình có clip mới. Và bây giờ mình xin chào cả nhà và hẹn cả nhà vào những video tiếp theo. Xin chào cả nhà.